nó có mình là má cái mày thì mình quay lại, mình sẽ quay lên một cái map của anh Huy Còi nữa, đó chính là Huy Còi Dream City, là ví dụ như là cái sạn Huy Còi là từng xây. Wow. What the fuck em sir, cái này còn resort bay không vậy? Chắc còn đó, Cái này bay resort. xung quanh một gói, bay xung quanh một gói. Thế Ok, là đi nên là đi. Ủa ông cả cái FC. ông dạy kép sơ rồi mày. Wow. Bãi đỗ xe đó. Skin Nó miền. là đẹp, quá là đẹp luôn. Ồ, xe à. Xin. Ơ, skin mình ở. Ừ. Ơ, tại cơ. Ủa xe à. Đẹp vãi hôi. Vào xem đi, nơi cái sân để Đi xe. đi 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 bắt chước cái nhà. Ồ, làm tiếp. Cái hướng dẫn để tải map này thì mình đã bày cái bạn từ video trước rồi, video mà tải map của Huy Huy Còi và tải map trung tâm Pokemon đó của Huy Còi Ui và coi nè. Đi coi là ăn chơi bằng. chơi map qua map Này ăn một các bạn mình. về đó và xem ấy. Mình ngồi luôn. What the Đánh u cái trái. hàng nhìn mặt giống mình vãi. U mình đang ngồi nè. Mình đang ăn. Mình là con gái. Thôi đi tham Nè. quan đi, lại ngồi ăn thì có tiền đâu mua. Hô lại cho quán quầy xem có gà không. Ok. Bác Mình. ơi con gà. Monkey D. Luffy kính chào quý khách. Menu cái FC. Gà truyền thống. Gà gì? Ông. Đâu rồi? Cho tôi một món gà truyền thống. Đâu rồi? Robot dậy. Vào lấy luôn đi. Anh nhìn bạn giá nè, bạn ba emerald à, mình phải cần ngọc emerald mới mua được. Nó rất là đẹp. Rồi sao bắt đã đúng không? Rồi sao bắt rồi. Emerald. Số 1 đi cho nhà. 4 emerald nữa. Mấy cái truyền thống đắt vãi. Ngọc lục bảo ấy. Có cái thằng em mình ấy, nó muốn phá bát của Huy Coi để dùng tên là tên phá bát. Mày ạ. Thằng công cũng vậy luôn. Thằng công cái thằng One B Luffy. One B Minecraft. Nếu bạn thấy hay nhớ like, share, subscribe kênh của mình nhé. Còn kênh của thằng One B Minecraft coi nó cũng được nhiều đăng ký, mình bốn người đăng ký ấy, cái tăng tăng mấy cái À. Nên là sàn. mày ăn gà truyền thống. Ok, truyền thống ơi, một cái truyền thống. Đó chưa? Đâu có truyền thống đâu. Đó nè. Đâu? Đó là cái này nè. Cái gà chín một dãy. Rồi thì đi tới ta. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên rồi. Thì ăn nữa, chúng tôi ăn rồi. Bây giờ mình tìm thôi thôi lên 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 cầu thang coi, lên cầu thang đừng coi, mình ngồi ở chỗ này mình bíp 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 qua anh đất con ê gì ta, cái này là cái gì chở mất, hình như đó là cái đầu con gì, cái đầu của Karen trong này cái gì ơi gì ơi à, phòng vệ à, sinh, cái phòng để làm gà ấy mà, không phòng vệ sinh, phòng vệ sinh. Ủa phòng làm gà đâu rồi gì à, phòng này chắc là của Nam này, phòng của Nam đứng đá luôn. Ok, lên lầu ơi. Đây để xíu mình phải vô trong này xem. Không làm bếp. Như trong này có thiết bị đã đạo không không? Không. U máy pha cà phê. Để đây uống cà phê. Redstone là cái gì? Không biết. Ok, đi ơi. Lấy tương thôi mà. À, ai đúng rồi là tương. Còn đây là cái đồ này nè. What the fuck, nó mẹ đang nấu ăn à, em bật nhìn cho mày nha. Tắt điện mà không gì đâu, đây tủ lạnh rất nhiều như cái chỗ như mà kệ đi ơi, lên lầu ơi cho các bạn xem nữa. Lầu đi. Lên lầu đi.
Mày what the fuck, một lỗi bí mật mà Huy coi không biết bí mật nữa. Đang phân tích dữ liệu kiểm tra thông tin, chào anh kia đây, bên chào mừng bởi trung tâm nghiên cứu. What mày what, tao biết mà cái gì đấy, what thế giới mặt phẳng ra mà nó sâu vậy, gì đây, gọi chưa xây xong anh lười. Shit shit, một đường hầm bí mật mày. Ê, cái này. Ông tin tao à? Ủa sao hằng trong lúc video Hoàng Huy coi cơ, tao giới thiệu đâu, anh Huy coi giới thiệu đâu đó, thế ta tự động tao biết cơ. Tại đó tao sai á, lên tầng hai. Ôi xin tầng hai ít người hơn, lên tầng hai ít người anh quá, tầng hai cũng như tầng một. Ê, lên tầng hai xem coi nó cái chỗ bí mật đâu mày. À, tầng hai có chỗ bán, tầng hai là mình men tầng một rồi, tầng hai chẳng gì hết đó. Cái gì đây, à, đây sân thượng. Wow, ui nó quay, nó quay rồi. Oh shit, nó thích hợp cho người mất bồ thất tình. Yes, yeah. Như đây game mode bây giờ mình sẽ chuyển store nhá, game mode bây mình xin store. Vậy lâu hả? How? Nhảy lâu ấy, em thích tiền, em nhảy lâu. Ô, oh, trâu vãi. nhìn ta có câu lệnh này, bá đạo lắm sẽ. Cái gì vậy, câu lệnh gì vậy? Kill. Ơ, à, mình đã chết rồi. Ơ, oh, chào các bạn đi. What the beep? Mày, còn nhớ này là cái gì không? Đây là khách sạn. Sao, chung cư á, cái chung cư á. Là chung cư. Chung cư thế anh. Bên ngoài kia là biển đi không? Đẹp quá. Thôi. Ồ, chào các bạn đi, là chung cư để tập sau. Ê, chào các bạn đi. Chào các bạn đi. Chào các bạn đi. Chào. Xin chào các bạn đấy. Đó, biến nhanh lại. Biến nhanh lại. Xin chào các bạn nha. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhấn like, share, subscribe. Và để ủng hộ mình nha. Bye bye.